Mời quý vị và bà con theo dõi chương trình nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và bà con, hiện nay lúa hè thu 2021 trên toàn tỉnh đang được nông dân hoàn tất việc thu hoạch. Phần lượng rơm được bà con thu gom làm nấm rơm, còn phần gốc rạ bà con đốt làm tro. Điều này không những làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn tác động xấu đến hiệu quả sản xuất trong các vụ tiếp theo của bà con. Việc đốt rơm rạ ngay trên đồng ruộng sẽ làm tiêu diệt vi sinh vật có lợi, làm mất cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Lượng rơm và gốc rạ còn lại trên ruộng do thời gian chuyển vụ ngắn. Trong trường hợp này, rơm rạ không kịp phân hủy để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Và sự phân hủy hữu cơ không triệt để khi gặp nắng nóng tạo ra các chất độc làm cho cây lúa bị ngộ độc hữu cơ. Cây lúa bị ngộ độc hữu cơ thường sinh trưởng và phát triển kém, năng suất thấp. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời giúp người nông dân tận dụng được nguồn rơm rạ sẵn có, làm nguồn phân hữu cơ tự nhiên, bổ sung dinh dưỡng cần thiết, tăng cường độ phì nhiêu của đất, giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao sức chống chịu với các loại sâu bệnh. Chuyên đề xin giới thiệu đến bà con cách xử lý rơm rạ sau thu hoạch ngay trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học Trisodema do cán bộ kỹ thuật trung tâm khuyến nông tỉnh phổ biến. Kính thưa bà con, thì sau đây trung tâm khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế xin giới thiệu đến bà con một cái giải pháp để giúp phân hủy rơm rạ nhanh và thuận lợi ngay trên chính đồng ruộng. Thì đối với cái việc phân hủy, giúp phân hủy rơm rạ nhanh thì chúng tôi giới thiệu đến bà con đó là một cái sản phẩm, đó là phân hủy phân bón hữu cơ vi sinh Trichoderma CNX. Thì đối với sản phẩm này nó có những cái tác dụng gì? Thì đối với sản phẩm này nó có tác dụng là phân hủy, giúp phân hủy nhanh và hoại mục gốc rơm rạ ngay trên chính đồng ruộng của bà con. Thứ hai nữa là chúng ta có thể thay thế vôi để khử chua phèn, thì có nó giúp hạ phèn từ 50 đến 70% và chặn được cái hiện tượng lúa ngộ độc hữu cơ gây ra cho lúa và giúp cho cái lúa nó bung rễ mạnh, hạn chế được cái tình trạng là nghẹt rễ sinh lý, vàng lá, và đồng thời nó giúp cải tạo và phục hồi đất cũng như là cải thiện được cái độ bung trên mặt ruộng. Giúp cho độ bung trên mặt ruộng nó được nhuyễn hơn. Thì thứ ba nữa thì nó có thể là bổ sung thêm các cái vi sinh vật mà có lợi giúp cho phòng các loài nấm bệnh gây ra cho cây như là lở cổ rễ này, thối rễ này, rồi bệnh héo xanh chết cây, và đồng thời nó giúp cho cái lúa nó ra rễ mạnh, từ đó nó cứng cây và đồng thời tăng năng suất. Thì khi mà chúng ta xử lý cái rơm rạ ngay trên chính đồng ruộng thì chúng ta đã tạo ra được cái nguồn phân bón, tận dụng được cái nguồn phân bón, thì từ đó chúng ta có thể giảm được cái lượng phân bón hóa học. Và đồng thời thì khi chúng ta sử dụng cái chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh Trichoderma này thì có thể giúp để ủ các xác thực vật để mà tạo thành phân bón. Thì đối với cái sản phẩm này để mà sử dụng thì nó rất là linh hoạt và có thể sử dụng trong các cái điều kiện khác nhau. Thì trước khi làm đất được hoặc sau khi làm đất, bà con cũng có thể là sử dụng cái chế phẩm này để xử lý rơm rạ. Thì trước khi làm đất thì sau khi mà bà con chúng ta gặt xong rồi thì bà con chúng ta vào nước khoảng 10 đến 15 cm, sau đó chúng ta sử dụng một cái bao chế phẩm như thế này với trọng lượng 250 g, thì chúng ta có thể là trộn đều với 1 đến 2 cái lân hoặc NPK hoặc là một ít cát để giúp rải đều trên mặt ruộng. Rải đều trên mặt ruộng sau đó thì chúng ta đưa máy vào lòng và để như vậy trong vòng 5 đến 7 ngày thì sau đó bà con tiến hành làm đất lại bình thường và gieo xạ cũng như là bình thường trở lại. Và trường hợp thứ hai thì sau khi làm đất thì cho máy vào trục nhân rơm rạ thì bà con cũng phối trộn cái chế phẩm này với một ít lân và hoặc là NPK hoặc là cát và bà con tiến hành rải đều như trên. Thì đối với cái sản phẩm này để mà nó phân hủy, giúp phân hủy rơm rạ nhanh cũng như là đem lại được hiệu quả cao thì bà con cũng cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là trong cái quá trình mà để vi sinh vật nó tiếp xúc dễ dàng hơn với cái gốc rơm rạ thì bà con cũng phải để mặt ruộng nó đủ ẩm là một. Thứ hai nữa, rơm rạ phải được trục nhận sau hoặc trước khi xử lý để như vậy vi sinh vật nó tiếp xúc dễ dàng và nó đạt được cái hiệu quả, nó hoạt động thuận lợi thì đạt hiệu quả phân hủy nó nhanh hơn. Thứ hai nữa là chúng ta đồng thời chúng ta cũng phải áp dụng đồng bộ các cái kỹ thuật từ khi gieo xạ đảm bảo đúng mức độ. Thứ hai nữa, bón phân một cách cân đối. Thứ ba nữa là phòng trừ sâu bệnh hại theo quản lý dịch hại IPM. Thì như vậy nó mới đem lại hiệu quả cao nhất. Và đồng thời bà con cũng lưu ý là chúng ta nên sử dụng các cái sản phẩm mà nó uy tín, nguồn gốc rõ ràng, và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng các cái sản phẩm mà đã đem vào sản xuất và đem lại hiệu quả. Và thứ tư nữa là chúng ta khi mà chúng ta có thể bổ trí các cái chấn đất mà chua phèn hoặc là ruộng sáu trùng thì nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Và đặc biệt đối với các cái chấn đất mà giàu chất hữu cơ thì bà con cũng có thể là giảm cái lượng phân đạm, đồng thời chúng ta tăng cường bón thêm lân và kali để tạo sự cân đối về dinh dưỡng, giúp cho cái lúa nó phát triển một cách mạnh và hạn chế độ ngã cũng như là dịch bệnh.
vị và bà con thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Thời gian qua, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi cây con mới đã được bà con nhân dân trên địa bàn xã đưa vào sản xuất, bước đầu đã đem lại những kết quả khả quan. Một trong số đó là mô hình nuôi vịt trời bản hoang dã của gia đình ông Trương Công Lợi ở thôn Khánh Mỹ. Sau nhiều năm lập nghiệp ở vùng đất Tây Nguyên trở về quê hương, nhận thấy diện tích đất đai, ao đầm của địa phương mình phù hợp với việc phát triển chăn nuôi. Ông Trương Công Lợi đã mạnh dạn đề xuất với Ủy ban Nhân dân xã Vinh Xuân hợp đồng 9 hectare đất trầm bầu hoang hóa lâu nay ở thôn Khánh Mỹ để đầu tư chuồng trại và mua 20 con vịt trời giống từ Bắc Giang về nuôi thử nghiệm, theo hình thức nuôi bản hoang dã tại trang trại của gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn vịt của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Đến nay chưa đầy 2 năm vừa nuôi và nhân giống, đàn vịt của gia đình ông đã tăng lên hơn 2.000 con, trong đó có 300 vịt bổ mẹ. Được biết, vịt trời dễ ăn, thức ăn chủ yếu là lúa, ngô và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Sau thời gian nuôi từ 3,5 đến 4 tháng là có thể xuất bán vịt trời thương phẩm. Mỗi con đạt trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg. Với giá bán trên thị trường hiện nay, vịt của ông xuất ra đến đâu, bán hết đến đó. Ngoài ra, ông còn bán vịt trời giống, nên trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình ông Lợi thu lại hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh nuôi vịt trời, gia đình ông còn kết hợp trồng sen, nuôi cá để vừa tận dụng được lượng thức ăn thừa và chất thải của vịt trời, vừa bảo đảm được vệ sinh môi trường. Vịt trời rất dễ nuôi, đặc biệt nó rất dễ nuôi hơn vịt mình. Vì lý do của nó là có như nó thiên nhiên người ta thuần, đâm ra là rất dễ nuôi, cứ mình nở ra là có như là mấy cái đầu mình cho ăn bột, sau rồi mình cho ăn thức ăn vào lúa. Đó. Còn vấn đề dịch bệnh thì đặc biệt rất ít khi dịch bệnh. Mà còn vấn đề tiêm chủng thì mình tiêm chủng thì cứ 13 ngày. 13 ngày tuổi là tiêm thuộc tiêm là một mũi là có như là dịch tả, phòng dịch tả. Qua một tháng là tiêm H5N1. Xong là có như là cơ thể nuôi thôi. Còn thức ăn thì cũng thế, thức ăn là coi như là nhỏ thì cho ăn thức ăn cám của gà con. Còn cứ 20 ngày một tháng sau mình thức ăn lúa hoặc bột ngô hoặc là còn thêm rau sạch. Đó, bầm nhỏ cho nó ăn. Đó, nó rất dễ ăn. Nuôi số lượng nhiều thì phải có nước. Đó. Được nhưng càng ra càng rộng thì nó càng đỡ dịch bệnh ra. Đó, nó càng đó. Còn dù mình nuôi một vài chục con trong gia đình thì không không khỏi cần nước. Đó. Còn với đều chuồng trại thì vịt nhỏ thì cho ở trong chuồng tồn tại, còn khi 20 ngày tuổi thì những đàn ra cho nó ở ngoài tự nhiên ngoài thôi, khỏi cần là có vô chuồng tại. Làm một chỗ cái mái che cho nó mình đổ, đến bữa mà ra đổ thức ăn cho nó khỏi mưa khỏi nắng thôi. Còn thả ra nó vô tư cho nó đi, nó bơi lội, nó thoải mái. Là nuôi như thế là chất lượng thịt nó tốt hơn. Hiệu quả kinh tế bước đầu từ mô hình nuôi vịt trời bản hoang dã của gia đình ông Lợi cho thấy, vịt trời là giống vật nuôi mới, kỹ thuật nuôi vịt trời đơn giản hơn so với vịt ta. Vịt trời có sức đề kháng tốt nên ít bị dịch bệnh, thích nghi tốt với khí hậu địa phương, đồng thời tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có của địa phương và có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ đẻ trứng đạt từ 85 đến 90%, tỷ lệ trứng ấp nở đạt 90%. Do vịt nuôi thả chất lượng tốt nên khách hàng nhiều nơi hỏi đặt mua rất nhiều, từ con giống đến vịt thịt. Trong thời gian tới, song song với mở rộng quy mô, ông Lợi sẽ tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo dựng thương hiệu cho trang trại vịt trời của gia đình. Cái kế hoạch của tôi là coi như là mở rộng đàn lên, vì hiện giờ cái mức tiêu thụ nó thị trường nó còn rất lớn. Mở rộng đàn ra và mở rộng đàn tăng lên khoảng là 500 con vịt đẻ bố mẹ. Đó. Tăng cứ 500 con vịt bố mẹ là mới đủ là coi như là tệ nhất là năm có một mẹ mới đủ là tiêu thụ là vịt thịt và trứng và vịt con, khi nào lợi nhuận nó về cao được đó. Cái đợt mình thu một năm là coi như là 5-7 triệu được, còn hiện giờ thì cũng mấy đồ hiện giờ nó còn nhỏ lẻ thì nó lợi nhuận nó cũng thấp thôi, nó cũng thu được 5-3 triệu thôi đó. Còn mô hình của tôi nó muốn phát triển nữa, tức là cái chăn nuôi của tôi là chăn nuôi là coi như là nói về sạch thì cũng mình được cho là mình gọi là sạch, mà thực chất là sạch vì tên mình nuôi vịt con đứa là mình thả cá để cho nó làm sạch làm môi trường. Hiện nay xã Vinh Xuân cũng đang tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã nhân rộng mô hình nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn xã. Có thể nói, hiệu quả từ mô hình nuôi vịt trời bản hoang dã của ông Lợi đang góp phần chuyển đổi thành công giống vật nuôi chất lượng cao trên địa bàn xã, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân, nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm chăn nuôi của địa phương.
Chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Thân ái, chào tạm biệt.